Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông huyện Con Rẫy phối hợp với các địa phương tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng múa xoan năm 2024. Tham gia các lớp truyền dạy cồng chiêng múa xoan có 40 học viên là thanh thiếu niên dân tộc Ba Na trên địa bàn. Các em được nghệ nhân truyền dạy những kiến thức cơ bản như các tiết tấu, âm sắc chính của cồng chiêng, cách biểu diễn cồng chiêng kết hợp với điệu múa xoan truyền thống của dân tộc mình. Trong quá trình truyền dạy, các nghệ nhân giới thiệu thêm nhiều bài chiêng cổ cho các em tìm hiểu văn hóa truyền thống dân tộc thông qua hoạt động truyền dạy cồng chiên Múa xoan nhằm khôi phục không gian văn hóa cồng chiên của dân tộc Bana nói riêng, các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nói chung. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc